Ca tum là loại bánh truyền thống của đồng bào Khmer ở An Giang. Bánh ca tum mang ý nghĩa của sự đủ đầy, sung túc. Diễn viên Nguyễn Anh Tú và MC Giang Thái có dịp học hỏi cách gói chiếc bánh rất cầu kỳ và thú vị này trong chương trình Việt Nam Mến Yêu. Mời quý vị và các bạn đón xem vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.